bắt đầu pha để phun hả chú? Đây là pha thuốc diệt dẹp muội sâu, chủ yếu là dẹp sáp các loại. Thằng đây là thằng muội trắng, sử dụng cái thằng thuốc diệt dẹp này là mạnh nhất. Với một cái nọ như thế này, người ta pha với một bình khoảng 18 lít nước. Người ta pha một cái bình lít rưỡi thì ta chỉ pha bằng một phần nhỏ thôi. Lượng làm sao cho nó đủ số lượng, không nên dùng quá liều. Mình phun trực tiếp vào tán hả chú? Thuốc trực tiếp lên lá. Mình phun này thì mình phải kiêng nước tưới cho cây bao nhiêu lâu hả chú? Phun thuốc này thì trên lá, trên thân là chúng ta không tưới nước lên lá, lên thân trong vòng ít nhất là từ 12 cho đến 24 giờ. Thế còn lại thì khi nếu mà phun ngoài trời này chúng ta phải tránh không để cho thân gặp mưa thì thuốc sẽ kém hiệu lực. Tốt nhất là được 6 từ 12 đến 24 tiếng là tốt nhất. Thế ngoài ra tưới gốc cây thì chúng ta vẫn có thể tưới nước như bình thường, tưới vào đất thì không.